Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Chỉ với 130 triệu là chúng ta đã có thể sở hữu ngay một em New Mighty nè 250SL phiên bản 2.4 thùng dài 4.3 phiên bản đời 2023 nha. Hiện tại thì bên em đang có sẵn giao ngay một em xe thùng tiêu chuẩn, thùng mười bạc tiêu chuẩn nha. Thì anh chị nào mà đang cần xe để chạy hàng Tết, chạy hàng bông, chở cúc dặn họ, chở mai này kia để có thể giao hàng và trong cái dịp cận Tết này cần một con xe ngay trước Tết âm là Tết thì anh chị có thể lấy con xe này nha. Bên em đang có sẵn giao ngay và trưng bày tại công ty cơ khí ô tô Phú Cường chi nhánh Bình Chánh anh chị nha. Anh chị lên xem xe trực tiếp trải nghiệm thì bên em sẽ hỗ trợ làm hồ sơ nhanh cho quý anh chị luôn, trong vòng 2 đến 3 ngày là sẽ có thông báo xe, có thông báo cho vay luôn nha. Đó thì anh chị cầm giùm em khoảng tầm 130 lên lấy xe về, còn lại là chúng ta vay vốn. Và ngoài ra mà khi anh chị mua những con xe Hyundai như thế này anh chị là đảm bảo được là ăn chắc mặt bền về chất lượng mẫu mã cũng như là mua một con xe về làm cũ luôn. Đó, xe rất đẹp nha quý anh chị nha. New Mighty là 250SL. Con này thì em cũng làm bán khá là nhiều rồi, từ thùng nhôm, thùng mười nóc, rất là nhiều loại. Còn cái phiên bản thùng mười bạc như thế này, hồi trước em hay tư vấn cho khách hàng, em nói là anh chị đóng thùng mười bạc, một là anh chị đóng thùng tiêu chuẩn, hai là anh chị đóng thùng option, thường thường là nó sẽ có sexy là nhiều hơn. Bởi vì sắc mấy cái này là nó sẽ đi phụ thuộc rất là nhiều vào cái cảm quan của mọi người. Có người thích cái kiểu vật tư này, có người thích kiểu vật tư kia, cho nên là lúc nào nó cũng chỉ có ở tình trạng là sexy thôi. Nhưng mà anh chị nếu mà cần gấp á thì bên em vẫn đóng cái thùng tiêu chuẩn bỏ sẵn cho anh chị luôn. Đó, đơn cử như con này đây. Con này thì hiện tại là giá xe thùng của nó là 560 cho giấy cho anh chị nha. Lấy thuế trước bạ là 2% và còn lại là heo lai nhà nước hết. Đó, xe rất là đẹp luôn. Nè 250SL. Xe này là mua một lần là mua một con coi như là làm cũ luôn. Chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha. Máy móc là ngon lành, máy D4CB. Đó, 130 mã lực. Gương này kia thì vẫn sử dụng cái gương như thế này nha mọi người nha. Đó. Tem nè, New Mighty là 250SL. Logo ha. Đó, nhãn hiệu Hyundai. Logo xe này, xe màu trắng có sẵn giao ngay luôn. Anh chị lên xem xe ok chốt luôn là em chốt số khung số máy cho quý anh chị luôn nha. Đó, quá đẹp. Đây, nội thất xe đây. Đó, xe này nội thất là tuyệt vời rồi. Xe màu trắng thì nội thất của nó là màu xám nha. Đó, nội thất màu xám. Đó, rất là đẹp. Phụ tùng theo xe. Đó, bao gồm là cái mấy cái cờ lê màu lết, rồi ốc vít, rồi tay quay cái này để mở mấy cái bánh xe cua, rồi thêm con đội nữa thôi. Cơ bản là vậy. Ghế của chúng ta sẽ là ghế ba chỗ ngồi nha quý anh chị nha. Đó, ghế ba chỗ ngồi và ghế sẽ là ghế da. Đây mời mọi người xem chất liệu da ha, cao cấp luôn. Đồ này là đồ hàng ba cục của Hàn Quốc. Xe Hyundai thì anh chị biết rồi, anh chị thứ nhất là anh chị mua những dòng xe hãng á sẽ rất là ít mất giá, giữ giá rất là tốt luôn. Cần số nè anh chị thấy không, không nói nhiều về cần số ha, bởi vì nó quá đẳng cấp, nó như chiếc xe hơi luôn. Đồ Hyundai từ xe hơi đến xe tải là lúc nào nó cũng chú tâm rất là nhiều về cái kiểu thiết kế của nó nha. Nó rất là đẹp. Hộp số 6 số tiến, một số lùi. Nè, thiết kế nè. Đó, anh chị thấy sao? Những cái chức năng trên xe là đầy đủ luôn nha. Máy lạnh, quạt gió, lá gió trong, lá gió ngoài, rồi mấy cái đầu radio này kia đầy đủ hết. Đó. Ngồi tầng thuốc này ha. Đó. Rồi nút bấm nguy hiểm, ba chìa khóa cơ. Vô lăng là vô lăng hai chấu nha quý anh chị nha. Đó, vô lăng hai chấu. Màn hình zin heo xe chưa bóc tem luôn nè ha. Xe quá đẹp luôn. Đó. Thì khi anh chị chốt xe bên em sẽ tặng cho anh chị thêm một số phần quà khuyến mãi như là ốp vô lăng, thảm lót sàn, rồi thêm mấy cái như là cam hành trình này kia đầy đủ hết luôn nha. Đó, xe này thì đời 23 nha quý chị nha, đời 23. Cũng có đời 24 rồi, nhưng mà xe rất là ít, phải đặt nữa. Còn xe có sẵn giao ngay vẫn là đời 23 nha. Rồi, đây, vỏ con này hiện tại đang sử dụng cho chúng ta. Anh chị xem không số vỏ nè. Vỏ bắt xít ha, nó mất tiêu rồi. À đây, không số vỏ là vỏ 650R16. Đó, vỏ bố thép. Đây, này giờ cái dàn hệ thống trước nha. Đó. Xài phục giảm chấn với là nhíp à. Đó, xe rất là đẹp.
thùng con này thì hiện tại là đóng theo kiểu là thùng tiêu chuẩn, mua bạc tiêu chuẩn, tâm bửng mở, và bạc là bạc hộp nha quý anh chị nha. Đựng cái kiểu thiết kế thùng bên em đóng á, là đóng một vết trong bằng inox 430 dày 1 ly dập lá me. Ở khoang trên á thì là để trống như thế này để cho thoáng hàng. Anh chị nào không thích nữa thì chúng ta có thể bắn kính luôn vẫn được nha. Thì thêm tiền thêm inox thôi. Đó, cơ bản là thùng của chúng ta là như vậy. Xe này thì có hai bánh sơ cua ở phía sau. Đó, một cái bánh sơ cua ở đây với một cái ở đây nữa. Thấy không? Ở phía sau là vỏ là 555 vỏ 5 nha. Vỏ 5 550 R13 vỏ đôi. Đó. Đây. Nhíp bọng nè, các thứ nè. Ngon lành ha. Đây, mà mọi người ở phía sau phần đuôi thùng nha. Đó. Phần đuôi thùng xe thì bên em đã làm thêm cái khung bao đèn cho khách hàng, và cái cản thì là sử dụng là cản trắng nha anh chị nha. Cản trắng như thế này đây. Đó, rất là đẹp. Về phần cửa thì chúng ta làm là mở cửa, mở hai cái cửa ra, không có làm mỗi chổi, không có làm dĩ chổi nha, mở hai cửa ra. Và có mấy cái tay đây, cái tay này là ốp cao su luôn. Đó, dít ngoài á thì bằng inox, dít trong tân kiểm, ở giữa là cái muối xốp và đi lót giữa khung xương, cũng như là có cái ron cao su. Đó, ở trên đây thì chúng ta cũng có thể tháo cái cây ra nếu mà anh chị nào mà đi hàng cao á, mấy như ví dụ đi hàng chở mai, chở cây cối này kia á, mở được luôn nha. Đó, sàn này sàn sắt 2.5 ly thôi. Đó, anh chị chỉ cần trả trước cho bên nhà xe là tầm 130 triệu là anh chị đã góp nha. Và giá xe thì hiện tại là 560 chưa giấy tờ, đã 23. Đó. Mọi thủ tục mua xe thì anh chị liên hệ với em để được nhận cái chính sách khuyến mãi tốt nhất, cũng như là cái giấy tờ kèm theo là bao gồm là căn cước công dân của hai vợ chồng, hoặc là nếu mà chúng ta chưa lấy vợ chưa lấy chồng thì độc thân thì lại lấy ra xã phường xác nhận em thêm cái giấy xác nhận độc thân nữa là xong, cơ bản vậy thôi. Bên em sẽ ký hồ sơ tận nhà, giao xe tận nhà, và không cần phải chứng minh nguồn thu, cũng như là không mua bảo hiểm nhân thọ nha. Đó, còn lại thì em sẽ tư vấn kỹ hơn qua Zalo về cái dòng Hyundai 250 SL này. Rồi, chào mọi người nha, và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo về dòng xe Hyundai.